Chào tất cả anh em nhá. Tất cả những anh em mà mua những cái sản phẩm laptop của cửa hàng mình ấy, thì anh em luôn nhớ một câu, đó là cái máy nó hay chăm sóc như một người bạn. Và hôm nay thì cũng có một số khách hàng phản hồi là ban đầu mua những cái máy mà chạy tốc độ khá là tốt và nó không có bị hiện tượng treo đơ và không bị hiện tượng lóng máy. Và sau dùng thời gian 1-2 năm thì tại sao cho em hỏi là cái máy tính của em lại nóng và chạy bây giờ nó lại chậm hơn bình thường. Thì mình cũng phải nói với anh em, thực ra mình cũng làm rất nhiều video để giải thích cho em rồi. Cái máy tính thì nó hoàn toàn giống như cái xe các bạn đi lâu thì các bạn phải bảo dưỡng. Tại vì sao phải bảo dưỡng? Bên trong máy thì các bạn biết là có hai bộ phận hoạt động rất là miệt mài, đó là cái cặp màn hình và CPU. Hai bộ phận này nếu mà chúng ta dùng một thời gian dài chúng ta không bảo dưỡng thì thứ nhất là cái lớp keo, có nghĩa là làm mát tản nhiệt cho GPU và CPU bên trong, nó sẽ hết và sẽ khô, thì nó dẫn đến hiện tượng mà máy nó chạy nóng quá nhiệt độ. Thì cách đo nhiệt độ thì mình đã hướng dẫn anh em từ mọi hôm. Một chiếc máy mà để nhiệt độ chạy hoạt động ổn định bình thường thì nó sẽ ở mức khoảng dưới 80 độ C. Còn nếu nóng trên 80 độ C thì nó sẽ giảm hiệu năng của cái máy xuống. Chính vì thế nên trên 80 độ C thì chúng ta phải tháo ra vệ sinh bảo dưỡng. Còn chương trình của cửa hàng mình từ trước đến giờ để anh em mua máy được chăm sóc hoàn toàn miễn phí thì cứ mời anh em mang qua để được các bạn chăm sóc máy và vệ sinh và làm từ bên trong đến bên ngoài. Có một cái nữa là nó những cái hệ thống tản nhiệt làm mát thì các bạn dùng lâu ấy thì nó sẽ che kín hết, mà nhiều trong môi trường càng bụi bẩn thì những cái lớp tản gió của đằng sau của những cái máy này nó sẽ che hết và nó sẽ không làm mát được cái máy. Mặc dù là lớp keo tản nhiệt không hết nhưng mà nó không làm mát được, nó không thổi được hơi nóng ra thì cái máy nó cũng sẽ nóng. Đấy, chính vì thế anh em phải mang qua bảo dưỡng vệ sinh. Và thứ ba nữa là đôi ba khi nếu mà anh em dùng phần mềm mà anh em kiểu không biết dùng ấy, đôi ba khi nó dính virus thì cũng làm chậm máy và cũng có thể là làm giật hoặc tràn bộ nhớ RAM chẳng hạn không đủ, thì nó dẫn đến trường hợp mà máy chúng ta nó cứ treo đơ đơ rồi cứ ngơ ngơ. Thì anh em cứ vui lòng mang qua bọn mình sắp lại, có nghĩa là mình cài đặt lại hệ điều hành cho anh em. Nếu mà anh em không biết làm, tại vì dùng lâu thì theo thói quen thì anh em cứ lên dọn dẹp cả những cái hệ thống phần cứng lẫn phần mềm làm mới ban đầu cho nó chạy nhanh. Còn đối với một số dòng máy mà chạy lâu thì những cái nguyên nhân chậm chẳng hạn như RAM các bạn dùng không đủ này, ổ cứng nó đã kém chẳng hạn rồi thì chúng ta phải nâng cấp lên. Ví dụ như các bạn làm văn phòng thì chúng ta chỉ cần RAM 4GB, còn nếu mà các bạn chơi game hay làm đồ họa hàng lặng thì chúng ta phải cần 8GB hoặc 16GB. Nếu nó thiếu thì anh em đến mình sẽ nâng cấp. Ổ cứng thì anh em đều biết là một số dòng ổ cứng ngày xưa mình bán cho anh em, mà kể cả bây giờ đi, rất nhiều máy khoảng 80-90% máy nó chưa được nâng cấp ổ cứng SSD. Và sau một thời gian dùng thì nó sẽ kém, chính vì thế anh em mang qua để chúng mình nâng cấp lên. Và chắc chắn mình sẽ hỗ trợ giá cho anh em rất là tốt, chính vì thế anh em rất yên tâm. Riêng về bảo dưỡng và cài đặt thì anh em hoàn toàn miễn phí nếu mà mua máy của nhà mình. Còn nếu mà anh em không mua máy tại cửa hàng thì cứ mang qua, bên mình cũng chăm sóc dịch vụ. Thì thường là dịch vụ bảo dưỡng mỗi một lần máy mà không phải mua máy nhà mình sẽ là 50.000. Còn nếu mà chúng ta tra loại keo tản nhiệt xịn nhất thì là 100.000. Và thời gian chúng ta làm một cái máy nó khoảng 30-40 phút. Và các bạn ngồi xem trực tiếp, kỹ thuật viên làm việc tại chỗ chờ máy là mang về. Còn kể cả việc nâng cấp thì chúng ta cài đặt hay sao chép phần mềm thì nó cũng mất khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Đấy, các bạn chủ động thời gian. Mời tất cả anh em mang máy qua nha anh em nhé.